Nhắc tới ca sĩ Ánh Tuyết, chắc hẳn người hâm mộ Việt Nam sẽ nhớ ngay đến một nữ ca sĩ có giọng hát nhẹ nhàng, truyền cảm và đi vào lòng người. Cô thành danh với các ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao, đến nỗi báo chí thời trước đồng loạt viết về cô như một hiện tượng trong làng âm nhạc Việt Nam. Đặc biệt, nhạc sĩ Văn Cao đã từng vui đến trào nước mắt vì có người hát nhạc của mình hay đến vậy. Ông khen rằng, đầu đời nhạc sĩ Văn Cao có kim tiêu nhưng lại bị tiêu quá sớm. Không ngờ đến cuối đời nhạc sĩ Văn Cao lại có Ánh Tuyết. Thành danh trong sự nghiệp ca hát, đến nay ca sĩ Ánh Tuyết đã có gần 50 năm gắn bó với nghề. Thế nhưng cô chưa hề quên những người đã góp phần tạo nên tên tuổi của mình. Chia sẻ với phóng viên, cô ca sĩ xứ Quảng tâm sự rằng mình đã phải trải qua không ít thăng trầm, mặc dù thành công trên con đường sự nghiệp, nhưng không phải ai cũng biết đằng sau tà áo dài duyên dáng và một giọng hát mê đắm trên sân khấu kia lại là một Ánh Tuyết 7 lần lên bản mổ cùng rất nhiều sóng gió trong cuộc sống hôn nhân. Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen, má em ưng hồng vì quá thẹn. Ca sĩ Ánh Tuyết tên thật là Trần Thị Tiếc. Cô sinh vào ngày 1 tháng 3 năm 1961 tại Hội An trong một gia đình hoạt động nghệ thuật. Ánh Tuyết không nhớ rõ mình hát được từ khi nào, chỉ mang máng rằng khi cô nhận biết mọi việc xung quanh thì đã nghe trong nhà ngày ngày vang lên tiếng đàn ca. Ba là công chức nhưng có máu văn nghệ, biết chơi nhiều nhạc cụ nên lấy việc mở lớp dạy kèm văn hóa và âm nhạc làm vui. Còn tiếng hát và tiếng đàn, mandolin của mẹ. Thời thiếu nữ đi giao liên, trò kháng chiến, nghe đâu từng làm liêu xiêu không biết bao nhiêu trái tim trai làng. Vậy nên hai người anh trai cùng hai người em trai mới chớm tuổi thiếu niên và Ánh Tuyết đã vây lại thành một ban nhạc gia đình. Ánh Tuyết là con gái duy nhất ở xứ thành giọng ca đinh. Tiếng sập sình ở ngôi nhà nhỏ, trong hẻm nhỏ đã đồn xa, đưa ban nhạc của năm anh chị em đi diễn khắp xóm ở Hội An. Ánh Tuyết nổi tiếng từ đó. Ánh Tuyết kể, thầy dạy hát đầu tiên của tôi là chiếc máy cassette. Quán cơm của mẹ ngày nào cũng mở nhạc từ sáng đến chiều. Tôi nghe đi nghe lại đến thuộc lòng bài hát và cách hát của các giọng ca nổi tiếng thời bấy giờ như Thái Thanh, Lệ Thu, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Hà Thanh, vân vân nên bắt chước hát theo họ. Em ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau trên đê vắng. Đi hát từ khi còn rất nhỏ nên có thể nói tiếng hát của Ánh Tuyết không có tuổi thơ. Bởi từ lúc 8 tuổi cô đã đoạt quán quân của các cuộc thi ở thị xã quê nhà và 12 tuổi đã giành giải nhất toàn miền Nam bằng những bài hát đầy tâm sự của người lớn. Thế nhưng những thành công vang dội của ngay ban đầu chập chững đứng trên sân khấu cũng chỉ đem lại cho một giọng ca thiên bẩm của Hội An ngày ấy chút niềm vui ngắn ngủi. Nó không khỏa lấp được những giọt nước mắt đầy tủi hờn, cảm giác bị bỏ rơi, khinh thường phải ngồi thu lưu một góc buồn bã. Trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, chỉ vì bé, Ánh Tuyết không thuộc dạng bé xinh, người ta chỉ nhớ đến cô bé đen thui ấy mỗi lần lấy giải trong các cuộc thi hát mà thôi. Tuổi chính thức vào đời của ca sĩ Ánh Tuyết được tính là năm nên 17 tuổi. Khi được đoàn ca múa Quảng Nam Đà Nẵng về Hội An tuyển chọn, nhưng Ánh Tuyết thực sự xuất hiện như một người hát đơn ca chuyên nghiệp, lại trên một sân khấu ở thành nội Huế. Số là vào một đêm tối trời, ở cố đô, Ánh Tuyết khi ấy mới chân ướt chân ráo gia nhập trường âm nhạc Huế, đi theo xích giỏ cho một ca sĩ đàn chị đến biểu diễn tại cung An Định. Chương trình hôm đó bất ngờ vắng một ca sĩ, sợ bị khán giả la ó, bầu xô quýnh quáng không biết làm sao, chị bạn ca sĩ liền chỉ vào Ánh Tuyết giới thiệu, con bé này hát được lắm. Mãi không phai nhòa. Được bạn giới thiệu lên hát. Lúc đó nhìn con bé mặt mũi quê cạch, dáng vẻ sợ sệt vì chưa bao giờ đi xa khỏi Hội An. Ông bầu hất đầu ghi ngại, đọc rõ sự khinh thường trong mắt ông, cô bé nhà quê tự ái muốn bỏ về. Xong lại chợt nghĩ mình dáng chịu đựng,
nên không tận dụng cơ hội này thì biết bao giờ nó mới đến nữa. Sự việc diễn ra quá đột ngột, Ánh Tuyết không có mang trang phục biểu diễn, đành mặc như bơi bộ áo dài với khổ người to rộng, mượn vội của chị bạn, lúng túng bước ra sân khấu, ngốc ngắc đi như một người máy vì sợ vấp té. Cũng chẳng kịp suy nghĩ đắn đo lựa chọn, Ánh Tuyết hát một mạch bài ruột của mình là Lịch Sử Một Chuyện Tình. Hát xong, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, tiếng hô ầm ĩ nổ ra phía dưới, không cho Ánh Tuyết vào. Thì hát tiếp, Ánh Tuyết cất lên bài Nhạc Rừng, lại rào rào tiếng vỗ tay. Sau đêm nhạc được xem là định mệnh, ông bầu liền kết Ánh Tuyết, nên tổ chức show diễn nào cũng mở cho bằng được. Đó là một kỷ niệm vừa ngọt ngào, vừa nồng nàn hơi men chiến thắng của một thủa mới vào đời, khiến đến tận bây giờ, cô vẫn có cái cảm giác thích thú mỗi khi nhớ đến, và trong suốt chặng đường đi ca hát của mình, ca sĩ Ánh Tuyết vẫn luôn nỗ lực hết mình để cống hiến cho nghệ thuật, để có được thành công như ngày hôm nay. Vui về sau, trời còn làm cho mưa rơi cách biệt dài lâu, nước vẫn trôi màu, mắt vẫn hoen sầu, đành để hôn theo. Thành công với nghệ thuật, thế nhưng cuộc đời của ca sĩ Ánh Tuyết lại không suôn sẻ về mặt sức khỏe. Ca sĩ Ánh Tuyết lại nhớ những lần cô phải phẫu thuật đều dính tới bệnh xương khớp, và lần đầu tiên lên bàn mổ là vào năm 1999. Lúc đó là trong một buổi tập hát, Ánh Tuyết ngửa cổ lên trần nhà thì bỗng thấy đau điếng. Thắc mắc trong đầu mình không biết bị gì, Ánh Tuyết lại từ từ ngửa cổ thêm lần nữa và cảm giác vẫn y chang. Cô nghĩ đơn giản chắc của mình có vấn đề, nhưng vì công việc bận rộn nên chưa đi khám ngay được. Bắn đi một thời gian, ca sĩ Ánh Tuyết cũng quên là mình phải đi khám bác sĩ. Cho tới một ngày của 2 năm sau, cô bị mất cảm giác ở bàn tay, không thể cầm chén, đũa lên ăn uống bình thường được. Ánh Tuyết mới tới bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM. Bác sĩ chuẩn đoán cô bị thoái vị đĩa đệm, thoái hóa 4 đốt sống cổ, 2 đốt thắt lưng và 4 đốt giữa lưng. Do thoái hóa đốt sống cổ nặng nhất, nên các bác sĩ buộc phải mổ ngay để tránh chèn ép tủy. Vì Ánh Tuyết là ca sĩ nên các bác sĩ phải mổ từ phía sau để đảm bảo sự thẩm mỹ cũng như dây âm thanh. Tuy nhiên mổ từ phía sau cũng đồng nghĩa với rủi ro cao hơn, nhưng may mắn là ca phẫu thuật thành công. Sống cổ thì lần mổ thứ hai là xương sống. Thời gian đó ca sĩ Ánh Tuyết đi đứng cũng cảm thấy không vững, muốn ngã. Lúc đầu Ánh Tuyết nghĩ mình bị mất thăng bằng do tụt huyết áp, chóng mặt hoặc cũng có thể là do suy nghĩ và làm việc nhiều. Nhưng khi mới đến bệnh viện khám, bác sĩ kết luận cô bị mất cứng do thoát vị đĩa đệm, dẫn đến không điều khiển được thân trên. Cô phải phẫu thuật cắt đĩa đệm, lồi ra khỏi xương và tìm cách giữ 3 đốt sống lưng còn lại cũng đã bị thoái hóa. Đó là vào năm 2007. Tưởng rằng sức khỏe của ca sĩ Ánh Tuyết sẽ tốt hơn, nhưng 4 năm sau, Ánh Tuyết lại một lần nữa phải nhờ tới các bác sĩ phẫu thuật cột sống lần thứ 3. Những cơn đau lưng hành hạ Ánh Tuyết đến mức cô không thể cúi gập người xuống được, không ngồi hay đi đứng được. Có bệnh về xương nên mỗi lần Ánh Tuyết đi biểu diễn đều phải có người đi cùng để chăm sóc. Dù phải sống với bệnh xương khớp kinh niên, nhưng Ánh Tuyết lúc nào cũng lạc quan vui vẻ, thậm chí có lần nằm trên bàn chờ mổ, cô vẫn dí dỏm kể chuyện Tiếu Lâm cho các bác sĩ nghe để họ bớt căng thẳng, và cũng là một cách trấn an chính bản thân mình. Cho phong phú đời người sau, hẹn hò tan thấu, riêng thu cho phong phú đời người. Chỉ thiếu may mắn về sức khỏe, ca sĩ Ánh Tuyết còn gặp không ít trục trở trong chuyện tình duyên. Thời đó con gái ngoài 20 ai cũng tấp nập lấy chồng, còn Ánh Tuyết đã gấp đôi số tuổi vẫn chưa chịu thương ai. Phải tới năm 35 tuổi, Ánh Tuyết mới kết hôn với anh chàng kỹ sư xây dựng người Pháp Michael Janier. Và đó là một cuộc hôn nhân kỳ lạ. Michael Janier mê Ánh Tuyết ngay từ cái lần gặp đầu tiên, khi có dịp tới phòng trà nghe cô hát. Anh nhờ ông chủ phòng trà làm mai cho mình, nhưng không biết là vô tình hay cố ý, ông chủ phòng trà nói Ánh Tuyết đã có bạn trai rồi.
Không bỏ cuộc, tối tối, Michael Janier vẫn tới nghe Ánh Tuyết hát và dần dần phát hiện ra cô vẫn độc thân. Để chinh phục Ánh Tuyết, Michael Janier lao vào học tiếng Việt, để rồi 2 tháng sau anh ngỏ lời cầu hôn Ánh Tuyết bằng một lá thư. Michael Janier đã chinh phục trái tim của Ánh Tuyết bằng một câu nói rất chân tình: "Tôi chỉ muốn lấy người phụ nữ này làm vợ." Vừa nói, Michael Janier chỉ tay vào Ánh Tuyết, vậy là hai người chính thức tìm hiểu thời gian yêu nhau. Sáng nào Ánh Tuyết cũng được nhận một bông hồng trước cửa sổ. Sự lãng mạn của Michael Janier đã được cô hồi đáp bằng một đám cưới gần một năm sau đó, dù hai người gần như không hiểu nhau do bất đồng ngôn ngữ. Tìm dư ấm hè phố vắng, lòng còn thương, tình còn nồng, mà đêm nhớ ngày chờ mong, bão thu rồi nhìn lá úa rơi ngoài sân. Đám cưới diễn ra ở hội quán nhạc sĩ, bạn bè kéo đến dần dần đông vui. Nhắc về đám cưới ngày đó, Ánh Tuyết bảo vợ chồng cô bị lỗ nặng vì mải vui nên không ai nhớ đem thùng đựng tiền mừng ra. Bạn bè tới ăn tiệc xong đều hồn nhiên mang tiền mừng đi về. Sau đám cưới, vợ chồng Ánh Tuyết để dành được 5.000 đô la Mỹ chờ ngày sinh con, nhưng cũng bị một người bạn vay rồi không bao giờ trả. Cũng trong năm đó, Ánh Tuyết bị mất 2 chiếc xe Honda. Cô sợ hãi bất an, đứng khóc ngon lành ở khuôn viên hội âm nhạc thành phố. Đó là năm nhiều biến cố với Ánh Tuyết nhất. Trong đó, có một số chuyện chẳng bao giờ Ánh Tuyết quên. Đó là lúc bụng mang dặn chữa cậu con trai, chồng của cô đưa một tờ giấy ghi bằng tiếng Pháp và nói ký. Đó là tờ từ chối tài sản bên chồng nếu hai vợ chồng ly dị. Ánh Tuyết bị sốc nặng, cô khóc nức nở vì cảm thấy bị xúc phạm. Lúc đó cô muốn ly hôn ngay, nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng vừa ra đời đã thiếu cha nên cô đành bỏ qua. Nhưng cũng từ ngày đó, Ánh Tuyết quyết tâm dấn thân và làm kinh doanh lĩnh vực xây dựng, phòng trà, thậm chí là cả bất động sản, để chồng và gia đình nhà chồng phải nhìn mình bằng ánh mắt khác. Và Ánh Tuyết đã làm được. Cơ ngơi biệt thự sân vườn gần 7.000 m² mà cô đang sở hữu ở Củ Chi cùng rất nhiều tài sản khác là những gì cô đã nỗ lực từng ngày, từng tháng, từng năm mới có được. Không chỉ có những khác biệt văn hóa, mà sự bất đồng ngôn ngữ cũng không ít lần khiến cho Ánh Tuyết chạnh lòng. Người ta chồng vợ thủ thỉ tâm tình sớm hôm, còn Ánh Tuyết và chồng gần như không biết đến chuyện đó. Đôi khi để đối phương hiểu được điều mình muốn nói, họ cũng phải có cả động tác và cảm xúc để biểu đạt. Nhưng người ta bảo, trong cái rủi có cái may, bù lại Ánh Tuyết lại có được sự tự do cho chính mình trong mọi quyết định và không bị phụ thuộc vào chồng, từ làm kinh doanh đến cả hát. Ánh Tuyết nhận mình là người cứng đầu từ bé, thích độc lập suy nghĩ và hành động trong mọi việc, lại là con gái xứ Quảng chịu thương chịu khó, nhẫn nại không ngại khổ. Có lẽ tính cách đó đã giúp cho cô đi qua những thăng trầm trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn. Để rồi nhìn lại chặng đường đã qua, Ánh Tuyết bảo cô hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cái tên Ánh Tuyết trong nghề, trong sự thành đạt về kinh doanh và hơn thế là niềm tự hào về cậu con trai thông minh tài giỏi hiện đang học ngành quản lý khách sạn ở Thụy Sĩ đủ để khiến cho cô an vui.